Hello class, how are you today? Today we will start our unit, My Family, Lesson 3. First, I will have some questions for you. You look at the family tree and you will answer my question. Now, is she holding aunt? This one, she's here and who is here? So is she who is aunt? Yes or no? No, she isn't. She's who is mom. Understand? Ở đây các bạn hiểu cấu trúc nè, hiểu câu trả lời nè. Các bạn sẽ nhìn vào bức tranh, ở cái cục bức tranh về gia đình và chúng ta sẽ trả lời về câu hỏi. Và ở đây cô sẽ ôn tập cho các bạn. Chúng ta sử dụng là câu hỏi là is she hoặc là is he. Được nè. Và chúng ta có hai cách trả lời. Thứ nhất, nếu trả lời yes thì là yes she is. Còn nếu trả lời no thì no she isn't. Tương tự đối với he cũng vậy. Understand? Now here we go. Moving another one. Where is he in the family tree? Here he is. Is he Holly's dad? Holly is here. So the answer is another question. Is he Holly's dad? Where is he in the family tree? Here he go. And the answer is, who is here? The answer is, no, he isn't. He's Holly's uncle. All right, another one. Look at this one. Where is she in the family tree? Here's Emily. And is she Holly's sister? Yes or no? No. Yeah, you can look at the family trees and find out the answer easy. No, she isn't. She's Holly's uncle. Another question. Is he Emmy's uncle? Here he's in the family trees and the answer is yes or no. Emmy's here. Uncle? No. The answer is no, he isn't. He's Emmy's grandpa. Okay, and moving another one. Is he Leo's uncle? Here, he's here and Leo's here. So the answer is yes or no? Yes, very good. Yes, he is. Right. Another one. This one in the family tree here. Is she Leo's sister? Leo's all here, Leo here, and the answer is, well done. It's, no, she isn't. She's Mark's sister. Another one, is his Holly's brother? This is Leo and Holly here. So this one is, the answer is, no, he isn't. He's Holly's cousin. Another question. Is she Mark's mom? She's here and Mark's here. So the answer is no. No, she isn't. She's Mark's aunt. All right? Understand? And it's time. We will do workbook correction. Please open your workbook page 5. Have you finished that one? Yeah. Cô khen ngợi những bạn nào đã hoàn thành bài tập ở trang số 5. Còn những bạn chưa hoàn thành thì chúng ta sẽ tạm ngưng cái video. Để chúng ta hoàn thành xong rồi các bạn sẽ tiếp tục xem cái video để chúng cô sửa bài nhé. Như vậy thì chúng ta sẽ học có tiến bộ hơn. Ok. Now, here we go. We will correct together. Exercise 1. Circle the correct word. Look at giraffe, goats, and lions. Giraffes, goats, and lions. So, we will choose the answer is giraffe. Yes or no? Yes. Giraffes are taller than lions. Number 2. Goats, snakes, and cows. Goats here, snakes,
and cows. So which one? So which one the answers? Bigger than goats. So cows. The answer here is yes or no? Yeah, well done. Cows are bigger than goats. Problem number three. Hence, elephants smaller than sheep. So which one? Wait, sheep here. So the hens and elephants. So we will choose hens or elephants. Elephants? Yeah, try another one. This is the answer is hens. Hens are smaller than sheep. All right, how about number four? Hens faster than sheep or horses faster than sheep? So the answer is this one and this one and this one. So which one? How about horses or hens? Which one correct? Hens, horses. Yes, it's horses. Horses are faster than sheep. Do you understand exercise one? Yeah, look at exercise two. Right. Đây sẽ yêu cầu các bạn viết so sánh hơn. Và ở đây người ta đã cho tính từ và các bạn sẽ chuyển thành so sánh hơn đối với những cái từ này. Và chỗ này sẽ là tall. Chúng ta sẽ sử dụng là taller. Alright, so we make a sentence. Giraffes are taller than sheep. How about number two? Elephants are bigger than cows. Ở đây các bạn nhớ nhé, đối với từ big, khi so sánh hơn thì chúng ta phải nhân đôi G trước khi thêm ER. Nhớ cái phần này. Các bạn hay quên cái phần này lắm nhé. Ta sẽ dễ bị mất điểm ở trường hợp này. Right. Answer number three. Hens are dogs. Hens here and dogs here. So smaller. Good. Hens are smaller than dogs. How about number four? Horses and donkey. Horses here and donkey here. So horses are bigger than donkeys. All right. Các bạn sẽ có thể tạm ngưng cái video để chúng ta sửa bài cho chính xác hơn. All right. We're moving another one. Exercise three. You will write words or word. Words will you use? Ở đây words chúng ta sẽ sử dụng cho những ngôi nào các bạn? I was. He was. She was or it was. Understand? And were we will use we were, you were, and they were. All right, now here we go. We will do exercise and correct together. Yesterday, one and one. Which one? One and one. This is two people. So here, were. Yes. One and one were at the beach with their mom and dad. How about number two? It. So it was or it were. It was or it were. So it was. It was sunny. And the children. Các bạn, children chúng ta sử dụng là was hay là were. Cô thấy các bạn thỉnh thoảng các bạn cũng có sợ các bạn sử dụng là was. Nhưng mà chính xác là sẽ là were, bởi vì the children là số nhiều, child là số ít. Nhớ nha các bạn. Và chỗ này chúng ta sẽ là the children were very happy. Yeah, look at this one. Look at that. They are happy. And we continue. At 12 o'clock, they were hungry. Mom. Our mom here. Mom, so one person. Mom was hot. Number six. Dad, one person. Was very good. Bởi vì dad là một người nên ta sẽ dùng là was. Right. Have you finished? Right. We're moving another one. We're moving our lesson today. Before we start, we can listen to the song. Are you ready? Now here we go. Here we go. January.
August, September, October, November, December. All right, here we go. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Do you have fun? Yeah, thank you. Now we're moving. This is also our topic for today. This is months in a year. Now, please open your student book, page 6. You listen and repeat. Are you ready? Now, here we go. Listening 3. Listen and repeat. January. February. March. April. May. June. July. August. September. October. November. December. All right. Now listen one more time. Listening 3. Listen and repeat. January. February. March. April. May. June. July. August. September. October. November. December. Right. Now here we go. Moving another one. Đây là những tháng trong năm mà các bạn đã biết hết rồi đúng không nè. Cô ôm lại thôi. Tháng 1. Very good. Đây là tháng 2. Chính xác. Và đây là tháng 3. Ok. Tháng 4. Tháng 5. 6. 7. 8, 9, 10, 11, và 12. All right, now here we go. Look at this one. You will answer my questions. Answer the question. When's your birthday? Cô sẽ đặt câu hỏi này và các bạn sẽ trả lời cho cô. Ví dụ cô sẽ làm mẫu câu nào. When's your birthday? Cô sẽ chỉ vào đây và các bạn sẽ trả lời là It's on January 8th. Understand? Very good. Now, we will continue. When's your birthday? It's on February 20th. Okay? Another one. When's your birthday? It's on August 1st. When's your birthday? It's on May 13th. All right? When's your birthday? It's on December 11th. And when's your birthday? It's on July 17th. When's your birthday? It's on March 3rd. Các bạn nhớ nhé, ở chỗ này chúng ta sẽ sử dụng là giới từ là on khi chúng ta nói về có tháng và cả ngày. Và nhớ là luôn luôn sẽ là tháng trước, ngày sau. Understand? Yes or no? Right, we're moving. Try to practice more at home with this one. Moving another one. We will sing this song. The latest 12 months in a year. Và ở đây cô sẽ cho các bạn luyện hát một cái đoạn trước nhé. Đoạn thứ nhất. Ở bài hát này chúng ta có 3 đoạn. Và chúng ta sẽ bắt đầu hát từng đoạn, luyện hát từng đoạn. Và chúng ta sẽ hát được hay nè. Chúng ta bắt đầu. Here we go. Listening 4. Listen and sing. 12 months in a year. January, February, March and April. January, February, March and April. January, February, March and April. 12 months in
year. It's time you will sing together. Try to sing together. Okay, now here we go again. January, February, March, and April. January, February, March, and April. January, February, March, and April. 12 months in a year. Again. Now we're moving at the second one, second paragraph. We talk about May, June, July, August and September. Ở đây, cái đoạn thứ hai này chúng ta sẽ học về 4 tháng, 5 tháng, tháng 5, tháng 6, 7, 8 và 9. Alright, here we go. June, July, then August and September. May, June, July, then August and September. May, June, July, then August and September. 12 months in a year. Very good. Now you will listen and sing together. Now. Year. June, July, then August and September. May, June, July, then August and September. May, June, July, then August and September. 12 months in a year. Now, it seems that you remember the song. You will continue that the third paragraph. Ở đây chúng ta sẽ tiếp tục với đoạn thứ ba. Có vẻ như là các bạn thuộc một xíu về bài hát rồi nè. Chúng ta sẽ tiếp tục với đoạn thứ ba nhé. Okay, here we go. December, October, November, and December, October, November, and December, 12 months in a year. Is it okay? Now we will start the song, home songs. Ta sẽ bắt đầu hát lại cả một bài hát luôn nha các bạn. Are you ready? We will sing together. I will turn the volume small, softer, and you can sing very well. Now, here we go. 12 months in a year. January, February, March, and April. January, February, March, and April. January, February, March, and April. May, June, July, then August and September. May, June, July, then August and September. May, June, July, then August and September. 12 months in a year. December, October, November, and December, October, November, and December, 12 months in a year. Các bạn ở nhà, các bạn cố gắng luyện hát nhé. Chúng ta sẽ luyện hát thì chúng ta sẽ phát âm được tốt nè. Thank you. Enjoy the songs. Right, the songs are so easy to sing. Bài hát là khá dễ chúng ta hát đúng không ạ? Right. Remember that you have to do your homework, copy the months in a year. Ở đây các bạn sẽ cất chép cho cô cái từ vựng, những cái từ để nói về tháng trong năm. Là 12 từ vựng này, ta sẽ chép mỗi từ 2 dòng cho cô nhé. 2 lines for each word. Và các bạn sẽ nhớ làm cho cô bài tập ở trang số 6 ở sách một book. Ok. Và cô sẽ hướng dẫn sơ cho các bạn về ở bài tập ở trong sách trang số 6 ở một book như thế nào. Ở đây, bài số 1 thì nó đơn giản và cô sẽ giới thiệu cho các bạn bài số 2 tiếp về cái tháng tiếp theo. Và chúng ta sẽ bắt đầu nhé. January, February, then March. Đây là tháng 1, tháng 2 và tiếp theo sẽ là tháng 3. Và cứ tương tự như vậy các bạn sẽ làm tiếp cho cô, các bạn sẽ điền tiếp cho cô. Được không nào? Yes, easy. Đúng không nào? Chúng ta sẽ cố gắng chúng ta. Phần này các bạn cố gắng học chép copy từ đi. Chúng ta sẽ viết chính xác hơn. Rồi nhé. Và chúng ta sẽ tiếp tục. Cô sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn phần này là write about you.
ở exercise 3, chúng ta sẽ là viết về bản thân mình. Và chúng ta có những câu hỏi gợi ý như thế này. Câu hỏi thứ nhất, when is your birthday? Sinh nhật của bạn là vào ngày nào? Đối với câu hỏi này, chúng ta có hai cách trả lời. Thứ nhất là my birthday is on. Sinh nhật của tôi thì nó vào ngày gì đó. Và các bạn nhớ hồi nãy cô đã hướng dẫn các bạn là khi chúng ta nói về ngày sinh nhật thì các bạn phải nói tháng trước và ngày sau. Hiểu nè. Và chúng ta có thể thay chữ my birthday thành một từ ngắn gọn thôi. It được không nè. Vậy có ở câu thứ nhất thì chúng ta có thể có hai cách trả lời. Tùy các bạn có thể trả lời kiểu nào cũng được. Chấp nhận được hết. Rồi có câu hỏi thứ hai, how old are you? Câu này dễ đúng không nè? Cô nghĩ là tất cả các bạn đều làm được hết câu này và đúng hoàn toàn. I am, ta sẽ có thể là I am, lập lập lập. Rồi, cố gắng làm bài nhé. When's your mom's birthday? Đây là hỏi là gì? Sinh nhật của mẹ bạn là khi nào? Thì chúng ta cũng sẽ trả lời gần giống như câu số 1 là chúng ta sẽ là sau cô đã gợi ý cho on rồi nè các bạn. Như vậy chỗ này các bạn sẽ là dùng là tháng, xong rồi tiếp theo sẽ là ngày. Hiểu không nào? Rồi cái câu cuối cùng là what's your favorite month? Favorite nghĩa là gì? Like. Như vậy là tháng ưa thích của bạn là tháng gì? Là tháng nào? Vì vậy chúng ta sẽ là trả lời là it, lập lập lập. Ok? Easy. So try to finish. Cô nhắc lại phần bài tập nhé. Homework nhé. Copy months in a year. Two lines for each word. And do exercises on page 6, your workbook. It's time to say goodbye. See you next time.